Chào mừng các bạn đã trở lại với Thu Trực Tin Học ha. Thì hiện nay chỉ với vài phút là anh ta có thể mở một cái tài khoản ngân hàng online tại nhà với công nghệ EKYC định danh trực tuyến. Thì các bạn có thể dễ dàng mở một cái tài khoản ngân hàng trực tuyến tại nhà một cách dễ dàng mà không cần phải đi ra quầy ha. Rồi thì hôm nay mình Thu Trực Tin Học sẽ dẫn các bạn cách để mà mở một cái tài khoản ngân hàng trực tuyến BIDV. Thì đối với ngân hàng BIDV thì các bạn download cái ứng dụng có tên là Must Banking về là có thể đăng ký. Các bạn có thể download trên App Store hoặc là CH Play. Ở đây thì mình sẽ để link download với ở cái phần mô tả của video. Các bạn có thể download nó về dễ dàng. Mình sẽ để link download cái phần mô tả của video. Thì các bạn vào đây mở. Sau khi mình ở đây thì mình đã cài đặt xong. Thì trên ứng dụng BIDV nó sẽ có rất là nhiều cái chức năng ở trên đây. Rồi bây giờ mình sẽ đăng ký. Ở đây mình chưa có tài khoản thì mình sẽ vào đăng ký ha. Rồi. Thì ở đây khi mình đăng ký thì nó sẽ có là đăng ký cho khách hàng chưa có thông tin dịch vụ BIDV hoặc là đăng ký cho khách hàng đã có tài khoản thanh toán ở BIDV. Tức là nếu như các bạn đã có tài khoản thanh toán thì các bạn chỉ cần đăng ký dịch vụ này thôi, dịch vụ BIDV và Smart Banking này là được ha. Thì các bạn chỉ cần xác thực rồi thông tin ở trên thẻ ATM của mình trên ứng dụng này là được. Còn như các bạn chưa có tài khoản luôn thì các bạn sẽ chọn ở trên này ha. Ở đây mình chưa có tài khoản, do đó mình sẽ chọn ở đây. Rồi ở đây mình sẽ chọn cho phép khi dùng ứng dụng ha. Rồi ở đây thì nó sẽ hỗ trợ một số chức năng ha, ví dụ như là bạn có thể dễ dàng mở tài khoản thanh toán nè, rồi dễ dàng giao dịch ngân hàng điện tử nè, rồi rút tiền QR không cần thẻ ha, rút tiền QR với thẻ phi vật lý. Thì mình chọn đăng ký ngay nha. Rồi ở đây thì mình sẽ xác định số điện thoại. Thì ở đây mình sẽ nhập cái số điện thoại mình đăng ký ha. Dịch vụ ngân hàng thì các bạn nên nhập cái số điện thoại mà các bạn thường xuyên sử dụng để nhận được cái mã OTP khi mình đăng ký dịch vụ cũng như là khi mình thực hiện cái giao dịch ở trên ngân hàng. Vậy đó, số điện thoại này mình phải là số điện thoại chính chủ của mình ha. Rồi tiếp tục. Rồi ở đây thì mình có thể sử dụng giấy căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân để mình xác minh ha. Thì ở đây thì mình sẽ chụp giấy chứng minh nhân dân của mình để mình xác minh cái tài khoản công dân của để xác minh danh tính của mình. Rồi bây giờ mình sẽ chọn tiếp tục ha. Tiếp tục. Rồi mình chọn cho phép chụp ảnh ha. Rồi tiếp tục mình sẽ chọn xác nhận ha. Rồi sau đó mình sẽ chụp mặt sau của giấy chứng minh. Rồi sau đó mình sẽ chọn xác nhận ha. Rồi sau đó mình sẽ xác thực gương mặt của mình. Thì các bạn sẽ xác thực cái gương mặt theo cái yêu cầu của ngân hàng. Rồi mình sẽ quay sang trái ha. Quay mặt sang trái. Rồi mình vui lòng mỉm cười thì mình sẽ mỉm cười. Rồi xem như mình là xác minh xác thực xong gương mặt xong mình sẽ bấm tiếp tục ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn giới tính ha, mình sẽ tiến hành chọn giới tính của mình và sau đó mình chọn cư trú hay có cư trú thì mình chọn có ha, địa chỉ email, email thì các bạn có thể nhập, chọn ngành nghề thì ở đây thì các bạn có thể ngành nghề nào đó thì các bạn chọn ha, còn không có trong đây thì các bạn có thể là chọn khác ha. Rồi chức vụ mình chọn khác luôn. Rồi chọn chi nhánh mở tài khoản thì các bạn nên chọn cái chi nhánh mở tài khoản gần mình nhất để các bạn có thể ra lấy thẻ. Bây giờ mình sẽ chọn cái chi nhánh gần mình nhất ha. Rồi đây mình sẽ có một cái chi nhánh gần chỗ mình ở nhất để mình mở tài khoản nha. Rồi ở đây thì mình có thể đăng ký thẻ ghi nợ nội địa nè. Mình sẽ đăng ký thẻ ghi nợ nội địa đây. Nếu bỏ ở đây thì mình sẽ không đăng ký ha, mình sẽ đăng ký luôn. Mã giới thiệu, nếu như các bạn có mã giới thiệu thì các bạn nhập vô. Rồi số điện thoại người giới thiệu nếu có thì nhập vô, không thì mình bỏ qua. Rồi mình chọn tiếp tục. Ở đây thì nó yêu cầu mình phải nhập email ha, mình sẽ nhập email vào. Rồi tiếp tục. Ok. Xem như mình đã đăng ký xong, mình có thể kiểm tra lại thông tin lần nữa ha. Rồi chọn xác nhận ha. Rồi mình sẽ nhập mã xác nhận để thực hiện giao dịch ha. Rồi mình sẽ tiến hành nhập mã xác nhận để thực hiện giao dịch. Mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại mà mình đăng ký ha lúc nãy. Rồi chọn xác nhận ha. Xác nhận. Ok, tới đây là xem như mình đã đăng ký thành công ha. Rồi mình đã đăng ký thành công dịch vụ ha. Kết quả đăng ký sẽ được gửi đến. Thì sau vài phút thì nó sẽ gửi đến cái mật khẩu ha của mình, mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng cho mình ha. Thì các bạn có thể chờ đợi. Rồi bây giờ mình quay về trong khoảng 5 phút thì BIDV đã nhắn tin đến tài khoản của mình ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào cái ứng dụng Smart Banking này.
thì mình sẽ chọn đăng nhập. Rồi số điện thoại chính là cái số điện thoại mình đăng ký lúc nãy ha. Rồi mình sẽ nhập mật khẩu mà BIDV đã gửi cho mình thông qua trên cái tin nhắn điện thoại của mình. Rồi mình sẽ chọn đăng nhập ha. Ok, thì sau khi đã đăng nhập thành công thì các bạn sẽ thay đổi mật khẩu ha, thay đổi mật khẩu lại cho nó dễ nhớ. Thì mật khẩu nó phải có độ dài từ 8 đến 20 ký tự, chứa ít nhất một ký tự số, một ký tự chữ và một ký tự đặc biệt ha. Rồi sẽ nhập mật khẩu mới vào. Rồi mình sẽ nhập cả số chứng minh của mình lại ha. Rồi sau khi đã nhập xong, bây giờ mình sẽ rồi trong hoàn tất. Ok, xem như mình đã đăng nhập thành công cái ứng dụng này. Rồi ở đây thì mình nó sẽ có cái một số cái hướng dẫn của mình ha, cảnh báo về những cái trang web giả mạo BIDV. Rồi. Thì đây là cái tài khoản, số tài khoản thanh toán của mình này. Đây nó sẽ là số tài khoản thanh toán của mình. Đó. 14 số tài khoản thanh toán của mình. Các bạn có thể xem cái số dư ở đây. Xem số dư ở đây. Đây là 0 đồng ha. Thì chưa có tiền gì cả tại vì mình mới tạo mà. Rồi, ở đây thì có dịch vụ thẻ nè. Dịch vụ thẻ thì các bạn có thể mở thẻ ha, phát hành thẻ. Thì ở đây thì mình có thể đăng ký phát hành thẻ trực tuyến. Nếu như mình muốn ha, mình có thể phát hành một cái thẻ ghi nợ nội địa hoặc là thẻ ghi nợ quốc tế. Nếu bạn phát hành thẻ ghi nợ quốc tế thì các bạn có thể thanh toán được những cái dịch vụ chạy quảng cáo, mua hàng online này kia thì nó dễ hơn. Các bạn có thể thanh toán tạo một cái thẻ trên đây ha. Đăng ký một cái thẻ ha nếu muốn. Rồi. Bây giờ mình sẽ có thể là rút tiền QR tại ATM ha. Ở đây thì nó có chức năng rất là hay là rút tiền QR tại ATM nè. Thì với chức năng này thì các bạn chỉ cần quét quét cái mã QR một lần di chuyển tới cái vùng QR tại ATM của BIDV thì mình có thể rút được ha, rút được tiền thông qua này. Thì có thể cái để quét để mà rút tiền dễ dàng mà không cần phải để thẻ vào. Rồi. Thì ở đây thì mình có thể là những cái dịch vụ tài chính nè, rút tiền tại quầy QR tại ATM nè. Thì khi rút tiền QR tại ATM thì các bạn không cần phải để thẻ vào ha, mình cũng có thể rút được. Rồi chuyển tiền này kia thì nãy mình đã nói rồi. Đây, chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền ngoài, rồi chuyển tiền ủng hộ, chuyển tiền đến số thẻ gì đó thì các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi dịch vụ QR Pay. Thì cái dịch vụ này cho phép mình thanh toán ha. Quét mã để mà thanh toán với dịch vụ VNPay ha. Rồi tiền vay thanh toán định kỳ thì các bạn có thể thanh toán định kỳ. Ví dụ như các bạn có thể chọn cái lệnh nào đó để mà thanh toán ha. Ví dụ thanh toán hóa đơn, tiền điện, tiền nước định kỳ. Rồi nạp tiền điện thoại. Đây thanh toán thì ở đây các bạn có thể vào cái phần thanh toán này các bạn sẽ thấy ví dụ như thanh toán viễn thông, tiền điện, tiền nước nè. Ở trong đây nó sẽ có ha. Rất là nhiều cái dịch vụ ở trong này. Ví điện tử ha, nó sẽ có ví điện tử ví dụ như VNPay, VTC, Aspay gì đó, thanh toán trực tuyến, kê tiền điện. Thì đây mình có thể chọn thanh toán tiền điện của mình ha, rồi viễn thông, đây có FPT, Viettel, Mobi, có đang chọn thanh toán, tặng quà, ủng hộ quỹ vaccine, tìm kiếm ATM, thì các bạn có thể tìm kiếm được cái ATM gần nhất ha, của mình nếu có. Đây nó sẽ hiển thị ra những cái ATM gần nhất, cái ATM của BIDV nha. Rồi thì danh sách những cái ATM gần nhất nè trên này. Rồi tiện ích ở đây có mua vé máy bay, khách đặt khách sạn, đặt khách sạn nè, rồi đặt phòng khách sạn, quét xe gì đó để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ở trong này nó sẽ có những cái ứng dụng ha, cái xe chẳng hạn. Rồi cài đặt biến động số dư Smart OTP nè. Thì ở đây thì mình sẽ vào phần cài đặt ha. Bây giờ mình có thể đổi mật khẩu nè, cài đặt đăng nhập. Rồi, ở đây thì mình cần cài đặt đăng nhập. Thì ở đây mình có thể khóa đăng nhập bằng trên trình duyệt web ha. Tức là mình có thể đăng nhập trên trình duyệt web hoặc không. Nếu mình bỏ đây thì mình sẽ không thể đăng nhập trên trình duyệt web. Nếu mình khóa, nếu mình kích hoạt cái này thì mình chỉ đăng nhập trên điện thoại thôi. Trên trình duyệt web thì không đăng nhập được ha. Rồi, có thể xác thực ha. Đăng nhập trên trình duyệt web sẽ yêu cầu xác thực bằng ứng dụng di động, nếu muốn thì mình có thể bật ở đây. Thì khi đăng nhập trên việc trình duyệt web thì nó cũng bắt buộc xác thực trên điện thoại ha, để đảm bảo nó an toàn ha. Rồi. Rồi bây giờ mình có thể tiến hành đặt mã OTP, có thể cài đặt mã OTP Smart OTP.
để xác thực ha, để xác thực giao dịch qua mắt OTP này dễ dàng. Thì các bạn có thể kích hoạt chức năng này, mình chưa kích hoạt ha. Thì ở đây để ứng dụng chỉ cho phép sử dụng phương thức xác thực sau khi đã đăng nhập ứng dụng trên mobile, và tức là mình phải khi mình chưa kích hoạt chức năng này thì mình sẽ xác thực giao dịch thông qua SMS OTP ha. Nhưng mà mình chỉ kích hoạt được khi mà mình có hai giao dịch tài chính thôi. À, thì mình có hai giao dịch tài chính thì mình mới kích hoạt được ha. Rồi, vừa nhập mã PIN. Cái đây mình sẽ nhập một cái mã PIN ha. Tỷ ý mình sẽ đặt một cái mã PIN đi. Rồi, sau đó này sẽ gửi cho đến cái mã OTP đến số điện thoại của mình. Rồi, xác nhận. Rồi, xem như mình đã kích hoạt Smart OTP thành công ha. Rồi. Sau này mình có thể giao dịch thông qua cái Max OTP này. Nhưng mà mình phải xác thực qua SMS OTP thành công hai giao dịch ha. Đủ hai giao dịch thì mới thực hiện được cái xác thực Max OTP này. Rồi. Đã kích hoạt ha. Nếu mình quên thì mình nhận này để quên mã PIN ha. Rồi, ở đây mình có thể chọn biến động số dư. Thì ở đây mình đã đăng ký biến động số dư, thì thông báo biến động số dư ở trên ứng dụng luôn thì nó sẽ được miễn phí ha. Rồi, đổi mật khẩu thì các bạn có thể đổi mật khẩu nếu muốn ha. Mật khẩu này mình đặt á, thì mình có thể đổi lại nếu muốn ha. Ở đây thì cài đặt đăng nhập thì nó sẽ vào rồi. Để cài đặt đăng nhập, ở đây là mình có thể khóa đăng nhập cho trình duyệt nếu như kích hoạt này. Rồi, cài đặt khác thì ở đây mình có thể cài đặt vân tay, để sau này mình có thể đăng nhập ứng dụng bằng cách sử dụng vân tay ha, sẽ nhanh hơn không cần phải dùng mật mã ha. Rồi, rồi mình sẽ quét vân tay của mình ha. Rồi, sau đó thì nó sẽ gửi đến mẫu OTP đến điện thoại của mình. Rồi, chọn xác nhận. Rồi, xem như đã xác nhận thành công. Rồi, xác thực giao dịch, mình có thể xác thực giao dịch bằng vân tay luôn cũng được ha. Có thể kích hoạt chức năng này thì mình cũng quét vân tay để xác thực giao dịch bằng vân tay luôn. Rồi, nó cũng sẽ gửi đến một cái mẫu OTP đến điện thoại ha. Rồi, chọn xác nhận. Ok, xem như mình đã cài đặt xác thực giao dịch bằng vân tay thành công. À, mình đã kích hoạt hai chức năng này. Rồi, cái cài đặt ngôn ngữ bàn phím này, cái này để mặc định đi. Rồi, ở đây mình có thể đăng ký gói dịch vụ ha. Thì ở đây thì free business, thì gói này là phí quản lý tài khoản nè, là sẽ được miễn phí, phí duy trì dịch vụ nè, phí biến động số dư, phí chuyển tiền online nội bộ cũng được miễn phí ha. Rồi, thì cái gói này thì cái gói này là phí chọn gói hàng tháng là 10.000 ha, 10.000 miễn phí, nếu đạt số dư từ 1 triệu trở lên thì sẽ được miễn phí ha. Thì mình có thể chọn đăng ký ngay, hoặc là ở đây sẽ có những cái gói khác nè, còn lại xem tham khảo thêm. Nó sẽ có bốn cái gói ha. Rồi. Rồi, này thì mình không có đăng ký ha, các bạn có thể đăng ký nếu muốn ha. Nên mình chưa có đăng ký gói nào hết. Một số chức năng trên cái tài khoản BIDV thì các bạn có thể đăng ký dễ dàng. Rồi, đến đây thì như mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà mở cái tài khoản BIDV cũng như là một sử dụng một số dịch vụ trên BIDV ha. Thành công. Rồi, đến đây thì mình xin kết thúc của ta đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thu Thực Tin Học để ủng hộ và xem được những video mới nhất. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.